Sau hơn 13 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, kinh tế xã hội, đời sống nhân dân huyện Lấp Vò có sự phát triển vượt bậc. Nông thôn mới đã tạo sức sống mới và diện mạo mới cho địa phương. Và vào sáng 11 tháng 9 vừa qua, huyện đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới. Cầu đường nông thôn được kiên cố rộng mở về sau từng xóm ấp là một trong những điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Lấp Vò. Bởi nhờ giao thông thuận lợi đã tạo tiền đề cho giao thương kết nối, kinh tế xã hội phát triển. Đến nay, huyện có 12 trên 12 xã đạt nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao, huy động tổng kinh phí trên 16.400 tỷ đồng, trong đó nguồn từ nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới chiếm trên 26%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,38%, tương đương còn khoảng hơn 500 hộ, thu nhập bình quân người dân đạt trên 63 triệu đồng một năm. Giá trị ngành nông nghiệp chiếm khoảng 17%, công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 55% và thương mại dịch vụ chiếm khoảng 28%. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lấp Vò đạt chuẩn nông thôn mới là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực vừa qua. Phải chú trọng đối với cái nguồn nhân lực của địa phương và nguyện vọng ý kiến của nhân dân. Và chúng ta thực sự chuyển đổi, giao lại cái quyền cụ thể cho người dân, để người dân phát huy được vai trò cụ thể thì mới thực hiện đúng theo cái xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tôi cũng đề nghị chỗ này chúng ta phải có cái lộ trình phát triển xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn kết với sự phát triển đô thị nội ba để đưa Lấp Vò là một cái thị xã trong tương lai mà tương lai gần. Và tôi đề nghị các anh chỉ theo lộ trình là phải phấn đấu trước năm 2030. Dịp này có 10 tập thể, 15 cá nhân đón nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Huyện Lấp Vò đang viết tiếp chặng đường xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hành trình 13 năm phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới gặt hái được quả ngọt là một diện mạo Lấp Vò phát triển năng động, hội nhập. Nông thôn Lấp Vò là miền quê đáng sống, đời sống người dân Lấp Vò thực sự được nâng lên. Góp vào thành tựu chung của bức tranh nông thôn mới trên quê hương đất sen hồng Đồng Tháp.